Video clip này được tài trợ bởi Nhiệm vụ. Ứng dụng di động Nhiệm vụ là sàn giao dịch việc làm tận nhà, kết nối chủ nhà bận rộn và thợ lao động nhàn rỗi. Chào các bạn, tôi là Ti Phạm. Trong clip này thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện tôi mua căn nhà đầu tiên ở Úc như thế nào. Câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2013 khi tôi mới dọn qua Sydney. Trước đó thì là tôi vừa mới tốt nghiệp đại học Swinburne ở Melbourne năm 2012, chứ là chưa biết Sydney là cái gì cả. May mắn mà mình kiếm được việc ở bên Sydney cho mình mới dọn qua bên này. Mình vẫn còn đang là giữ cái working visa thôi, nghĩa là chưa có thường trú nhân, chưa có quốc tịch gì cả. Vô hình chung là khi mà mình ra ngân hàng, mình mở tài khoản ngân hàng á, cái anh assistant ngoài đó thì anh muốn tìm hiểu thêm coi là mình có cái điều kiện gì để dụ mình cho vay á, mà biết được mình có thu nhập, có income là anh ta mới nói là mình có thể vay tiền ngân hàng mua nhà. Lúc đó là mình chưa có ý định là mua nhà gì cả. Mình mới hỏi lại là tôi chưa có quốc tịch làm sao mà tôi mua nhà được, miễn sao là có thu nhập, có income là có thể mua được nhà. Thì thực chất là chỉ trong vòng 3 tháng là mình kiếm được nhà. Tức là trong vòng 3 tháng đó là mình đang chờ để ngân hàng họ approve cái hồ sơ của mình. Thì trong thời điểm đó mình đã bắt đầu đi kiếm nhà. Tại thời điểm đó thì mình thấy giá nhà bắt đầu nó tăng nhẹ. Mình không biết tại sao, nhưng mà mình nghĩ rằng là phải mua càng sớm càng tốt. Tại vì nếu không nó sẽ lỡ cơ hội, mình không biết rằng là tương lai nó có tăng nữa hay không. Vậy thì cái chiến thuật mua nhà của mình tại thời điểm đó là như thế nào? Lúc đó mình đang giữ cái visa 457. Visa này chỉ cho mình có 4 năm để ở lại thôi. Mình không chắc rằng là sau 4 năm là mình có thể gia hạn visa hoặc là có thể lấy được thường trú nhân hay không. Nếu trong trường hợp mình buộc phải bán căn nhà của mình, phải bán thiệt là nhanh, tại vì mình không có chờ được. Cái thứ hai, bèo lắm cũng phải hòa vốn để lấy lại 4 cái đã. Còn nếu mà lời thì quá tốt, cho nên mình mới lập ra một cái công thức. May mắn cho mình là trước đó mình có đi du học, thêm vào đó là mình có những đứa em nó qua đây du học chung với mình. Thì cái chiến thuật lúc đó mình đầu tiên là phải gần xe lửa, cái thứ hai là phải gần city, càng nhiều càng tốt. Bên Úc á, thì đất rộng người thưa, được cái là phương tiện giao thông công cộng bên này phát triển rất là nhiều, và mọi cái đường line xe lửa nó đều hướng lên city. Học sinh mà đi học hoặc là đi làm ở trên city thì chỉ việc mua nhà gần xe lửa, cứ nhảy lên xe lửa là nó phóng một phát lên city, ở xa cỡ nào cũng vậy thôi. Càng gần city thì giá nó càng cao, tiền của mình ít hơn thì mình mua nhà xa xa tí xíu. Cái thứ ba là đất trên 500m². Tại thời điểm đó mình tìm hiểu là đất trên 500m² là sẽ có nhiều cơ hội đầu tư. Rồi bây giờ cái câu chuyện là tiền giải quyết như thế nào? Làm sao để có tiền để mua nhà? Mình còn trẻ mà làm gì có tiền? Thì như ban đầu mình đã nói là tiền mình đi mortgage, nếu bạn trả trong vòng 30 năm thì cái lãi suất nó sẽ rất là thấp. Thì thu nhập các bạn càng cao thì bạn có quyền vay được càng nhiều. Rồi mình tính theo cách tính đó mà mình sẽ ước lượng mua được căn nhà ở cái khoảng nào. Một phần là mình để dư một ít hồi làm coolie ở Melbourne á, một ít là mình mở gia đình. Nhưng mà hai cái phần đó là không có nhiều đâu, phần nhiều là vay ngân hàng hết. Thị trường nhà đất bên này nó có hai cái cách để bán nhà. Một là bán theo kiểu truyền thống giống như Việt Nam, tức là chủ nhà niêm yết cái giá lên rồi người mua cứ dựa vào cái giá đó trả giá xuống. Thì thường thường bán kiểu này thì là đa phần là lỗ, tại vì người ta sẽ trả giá xuống. Còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà mình chọn á, là những cái căn nhà ở vị trí đặc biệt, vị trí đắc địa hay như thế nào đó rất nhiều người thích, thì chủ nhà họ sẽ chọn cái giải pháp là đấu giá nhà, auction. Ai trả giá càng cao thì người đó được quyền mua căn nhà đó. Trước đó là mình chưa bao giờ đi mua nhà, cũng chưa bao giờ đi auction đấu giá nhà hết. Thì trong vòng 3 tháng mình chờ ngân hàng xét duyệt cái hồ sơ của mình, mình mới tìm hiểu coi đấu giá như thế nào. Mà thật sự ra là cũng không có đủ thời gian để tìm hiểu nữa. Tại vì với những cái chiêu tiêu chí mà mình đưa ra thì kiếm được căn nhà nó là khó rồi, huống chi mà bây giờ vô đó mà làm sao đấu được, thắng được người ta lại là một cái chuyện khó nữa. Một tuần trước đó là tôi có đi coi một căn, lúc đó là chưa có được approve. Tới cái tuần sau là thứ 6 là được thông báo là đã được mượn tiền. Thì thứ 7 là mình đi coi cái căn đó là mình bập luôn. Nghĩa là lần đầu tiên đi coi mà mình chỉ có xuất hiện ở cái thời điểm đấu giá nửa tiếng trước khi mà đấu giá thôi. Tại mình thấy là cái thời điểm lúc đó là thị trường nó đang tăng nhẹ rồi, cho nên mình phải hành động càng sớm càng tốt. Theo cái tiêu chí của mình thì mình cũng không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Đồng ý là trên thị trường lúc nào có nhà để mua, nhưng mà những căn nhà ở vị trí đặc biệt, vị trí mà đẹp mà với cái khả năng của mình thì không có nhiều. Nếu mà mình lỡ cơ hội này thì không biết là chờ bao lâu mới có cơ hội khác. Cho nên cái hôm đấu giá là mình chơi khô máu luôn, và mình thắng với cái giá là 540.000 đô. Thực chất 540 thì 500.000 là cái tiền đất, còn 40.000 là giống như là tặng cái căn nhà. Tại căn nhà nó cũ lắm. Phải vậy thôi, mình là cần cái đất thôi chứ mình không có cần cái nhà. Nhà cũ thì mình vô mình sửa. Hồi ở Melbourne du học mình ở nhà còn nát hơn nhiều nữa. Được căn nhà như vậy là may lắm rồi. Thì phải nói là thắng một cái là toát mồ hôi luôn, tại vì căng thẳng hồi hộp lắm. Lần đầu tiên mà bạn cầm một cái số tiền lớn mà bạn mua căn nhà đầu tiên nó rất là hồi hộp.
Căn nhà ở Biron được tôi mua vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 với giá 540.000 đô. Đây là những hình ảnh trên website quảng cáo. Trông nó như vậy thôi chứ ngoài đời nó cũ nát lắm. Khoảng cách từ nhà tôi khi đó đến trung tâm Sydney tầm 21,5 km, với thời gian lái xe tầm 34 phút. Quan trọng là khoảng cách từ nhà đến trạm xe lửa Biron tầm 290 m, với thời gian đi bộ 3 phút, cũng như là quốc bộ tầm 350 m là đến khu mua sắm. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi cái sơ đồ nhà của tôi khi đó, với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng tắm. Để ở được thì tôi phải sửa lại nhà, nhân tiện thì tôi sẽ ngăn thêm phòng và xây thêm nhà tắm mới. Như vậy tôi sẽ có thêm nhiều phòng để cho thuê. Việc cho thuê sẽ giúp tôi trả được tiền mortgage hàng tháng cho ngân hàng. Thậm chí là tôi không cần trả tiền nhà vì người thuê nhà đã trả tiền cho tôi, hoặc có trả thì trả rất ít. Đây là những hình ảnh lúc mình sửa nhà. Như bạn thấy đó, nhà rất là cũ và nát, phá hết. Đây là toilet. Khi mà sửa toilet á, thì mình phải mướn thợ. Đụng đến ống nước chúng thấm thì nên kêu thợ, tại vì lần đầu là chưa có kinh nghiệm. Phòng giặt mình cũng nhờ thợ biến thành một cái toilet thứ hai. Nhà bếp mình phải gỡ hết tủ ra, tại vì tủ nó cũ rồi. Sau đó gắn tường thạch cao vào. Tất cả đều tự làm hết á. Và mua thêm những cái đồ tủ mới. Tận dụng luôn cái xe lúc đó để chở đồ. Đa phần thì mình làm buổi tối. Tại thời điểm đó thì ban ngày mình vẫn phải đi làm. Tối thậm chí là không có đèn, mình phải tự gắn đèn pha vào rồi mình sửa. Rất là phê. Rất là nhiều việc. Gần như là sửa hết nguyên căn nhà đó. Thật ra đây là lần đầu mình sửa nhà, mình cũng không có kinh nghiệm gì hết á. Chỉu làm mò, rồi làm thử, làm sai rồi sửa. Cứ sửa cho tới khi nào được thì thôi. Sau đó mình chia phòng cho thuê. Phòng tương đối nhỏ thôi, nhưng bù lại giá tiền sẽ thấp, đủ cho học sinh hoặc là người lao động mướn. Đây là hình ảnh lúc mà mọi thứ đang hoàn thành. Tất cả các phòng đều có giường, bàn, ghế, tủ. Mình mua tất cả đồ đạc để nhét vô trong nhà. Nhà bếp đầy đủ dụng cụ. Phòng khách cũng vậy. Đây là cái toilet thứ hai. Thì sau khi mà ổn định mọi thứ rồi đó thì vẫn theo kế hoạch ban đầu, đó là mình mua một miếng đất rộng để có thể đầu tư trong tương lai. Mà sau lưng căn nhà của mình đó là đất rộng, đất trống nhiều lắm, thì thừa thắng xông lên thôi, mình mới quyết định là xây thêm một căn nhà thứ hai nữa. Vấn đề đầu tiên trước khi khởi công bất kỳ dự án nào đó là tiền đâu. Tại hết tiền rồi, mua nhà xong rồi không có đủ tiền để sửa nhà mà, gọi là sửa qua loa thôi á, thì tiền đâu mà xây thêm căn nhà nữa. Thì ở Úc có một cái dạng như thế này, tức là nếu như cái thị trường ở tại thời điểm đó mà nó tăng giá, tức là giá trị căn nhà của bạn tăng lên á, thì sau 6 tháng bạn có quyền refinance, tức là bạn có quyền mượn thêm tiền, rồi lấy cái tiền đó cộng với số tiền gốc của bạn dàn ra trong vòng 30 năm là bạn trả. Thì bây giờ bạn tính đi, nếu như mà mình có một căn nhà từ 2 đến 3 phòng, tức là thu nhập của mình mỗi tháng tăng lên từ 1.000 đến 1.500, mà mỗi tháng mình chỉ trả có thêm có mấy trăm đô thì nó vẫn lời. Cho nên là thừa thắng xông lên là mình chơi luôn. Và cái thời điểm đó là mình vay tối đa được lên 80.000. Thời điểm 2014 á, giá xây dựng là khoảng 110.000, trong tay mình chỉ có 80.000, làm sao để xây. Nói đến xây nhà Úc á, thì cái khó đầu tiên á, đó là bạn phải có license. Tại vì để xây một căn nhà Úc á, thì bắt buộc là các bạn phải đi mướn builder. Khi mà các bạn xây xong, cái người builder license đó, họ phải ký tên của họ vào. Trong vòng 5 năm nếu mà căn nhà của bạn sập hay là bị hư hỏng gì đó, thì người ta biết ai để chịu trách nhiệm. Để mà có được cái builder license đó là bạn phải học ít nhất là từ 3 đến 4 năm. Rồi học xong là chưa đủ đâu, rồi bạn phải đi làm 1-2 năm kinh nghiệm gì đó là tôi 1.000-2.000 giờ kinh nghiệm gì đó tôi không có rõ. Nhưng mà nói chung là tốn rất là nhiều thời gian để có được cái bằng builder license. Có những cái phần là bắt buộc là các bạn phải đi thuê những cái người chuyên nghiệp, ví dụ như là thợ điện với thợ ống nước, license cái nghề điện riêng rồi cái nghề ống nước riêng. Ngay cả builder chuyên nghiệp họ cũng không thể tự ký vào nữa. Đủ cái chữ ký rồi người ta mới cho các bạn vô ở, chứ không phải muốn vô ở là ở, không phải cứ xây xong là xong. Thì bây giờ tiền mình chỉ có nhiêu đó thôi, thì bắt buộc là mình phải tự xây. Nhưng mà được may mắn một cái á, là Úc họ cho phép cái trường hợp như thế này, trường hợp đặc biệt, đó là bạn có quyền xây được căn nhà của mình. Nếu như căn nhà đó là căn nhà của bạn thì bạn có quyền tự xây nhà cho mình bằng một cái loại license đặc biệt, đó là owner builder. Thì cái owner builder này rất là đơn giản, là bạn cứ đi học lý thuyết rồi bạn thi rồi bạn có cái license đó thôi. Cái khó là làm sao để sở hữu được căn nhà
khoảng thời gian mà mình chờ ngân hàng approve cái hồ sơ của mình á, thì mình bắt đầu đi học, mình đi lòng vòng để coi những công trình mà người ta đã xây á, người ta coi người ta xây như thế nào để mình học lén. Rồi mình mua rất là nhiều các thiết bị chuyên nghiệp, tự mình mò, mình nghịch cái nào sử dụng dễ, cái nào phần nào mình có thể tự xây được, cái phần nào mình có thể mướn. Và thêm một cái là mình có quỹ thời gian nó tương đối là nó thoải mái, tại vì cái này là nhà của mình muốn xây bao lâu cũng được hết, thì cứ từ từ học, từ từ mình xây thôi. Một mình xây thì hơi cực, gọi điện cho ba mình là từ bên Việt Nam là bay qua phụ hai người xây, là mình với ba mình. Đây là sân sau nhà mình, cây cố mọc um tùm. Nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải cưa hết cái đống cây này, dự trữ gỗ để làm củi đốt. Cái khó đầu tiên khi mà xây nhà đó là đào móng. Cái phần đào móng thì bắt buộc mình phải đi mướn thợ chuyên nghiệp rồi, bởi vì họ có những xe cào, excavator, họ chuyên làm cái đó, làm sẽ nhanh hơn là mình. Rồi trong quá trình cào đất là mình sẽ thuê thợ ống nước, cái này là bắt buộc rồi, để họ đi đường ống nước. Sau khi mình dựng khung xong, trải ni lông, ráp sắt thì mình sẽ thuê một cái xe đổ bê tông. Cuối cùng là chỉ chờ cho nó khô thôi. Đây là bản vẽ của cái căn nhà thứ hai, bên Úc nó gọi là granite flat, là gồm hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và có một cái ban công barbecue. Mình xin thêm cái phần này để khi nào mà xong việc thì mình quay thành cái phòng luôn, đó là cái kế hoạch của mình. Sau khi có phần móng rồi thì từ giai đoạn này thì đi mình sẽ tự làm hết. Cái quan trọng nhất của căn nhà đó là khung, cho nên mình dựng khung. Thì mình sẽ mua gỗ về, đo đạc, cưa cắt, ba mình sẽ giúp mình đỡ cái khung đó lên. Đây là công việc khá nặng, nhưng mà cũng may là mình có những cái dụng cụ chuyên nghiệp, ví dụ như là súng bắn đinh, cho nên là cũng không nước nào. Cái khung nhà khi mà hoàn thành thì nó sẽ giống như thế này đây. Và khi xây nhà bên Úc thì mình phải có inspector nhé. Tức là làm tới phần nào mình sẽ phải gọi điện cho private inspector tới, tức là thanh tra. Và làm xong tới phần nào họ tới họ quan sát, họ thấy đạt rồi bạn mới được xây tiếp. Những gì mà bạn thấy là tôi đã vượt qua được bài kiểm tra tiêu chuẩn xây dựng của thanh tra, cho nên mới được xây tiếp. Sau khi khó khung là gần như là xong căn nhà rồi, là bắt đầu mình sẽ gắn máy tôn, gắn những cái tấm cách nhiệt. Lúc này mình sẽ kêu thợ điện tới để đi dây điện, gọi lại thợ ống nước để đi đường ống nước. Giai đoạn này là gần như hoàn thành rồi. Đã gắn hết tường, đã chia phòng đầy đủ. Làm waterproof, tức là chống thấm. Lần trước tôi quan sát thợ xây làm toilet, lần này tôi thử làm luôn, vẫn thành công như thường. May mắn là vẫn vượt qua được bài kiểm tra chất lượng của thanh tra. Sau đó lót sàn và lại gắn bếp mới. Và đây là thành quả của tôi. Con chó tôi nuôi hồi đó rất là thích nằm gần lò sưởi. Chính nhờ sự kiện này mà tôi mới lên được ý tưởng để tạo ra dự án khởi nghiệp ngay tại Việt Nam với tên gọi Nhiệm vụ. Sau một thời gian cho thuê thì mình thấy cực quá, thực sự nó không có lời, tại vì nhiều người quá, mà nhiều người thì đồ nó sẽ mau hư, mà hư là mình phải e cổ ra mình sửa. Thời điểm đó mình thấy rằng là giá thị trường bất động sản nó tăng quá cao đi, và cái gì cũng vậy đó, nó tăng lên cao nó sẽ rớt xuống, cho nên mình quyết định là mình bán. Để mà bán được giá thì ngoài cái việc sửa nhà ra, mình cũng phải làm theo vườn, đặc biệt là cái phần sân trước của mình, tại vì nó là mặt tiền mà. Bạn tin không, tất cả các nguyên vật liệu ở đây, từ đá, sỏi, cây cối, tôi thu lượm từ nhiều nơi và hoàn toàn miễn phí. May mắn một điều là nó vừa khít với cái sân trước của mình, cũng phối cảnh, tiểu cảnh sao cho nó hài hòa, nó đẹp. Sau khi xong cái sân trước, tôi tiếp tục làm cái sân ở giữa.
rồi mình cũng thiết kế lại cái phần cửa chính. Cái này tôi tự sáng tạo, cũng tự làm luôn. Cửa chính mà nó đẹp, nhìn nó sang thì tự nhiên cái giá trị căn nhà nó tăng lên rất là nhiều. Tôi sử dụng đá stack stone để làm feature wall, tức là dựng một cái bức tường thật là đẹp làm cái điểm nhấn. Mình trang trí bằng những cái chậu sen đá. Cái tay vịn mình sẽ làm bằng kính. Rồi mình thay một cái cửa chính cho thật đẹp. Tự nhiên cái giá trị căn nhà mình nó tăng lên à. Lúc mình mới mua về mình chia phòng, cái đó là chia lậu nha các bạn. Đừng bắt chước nha. Chia sẻ vậy thôi chứ không khuyến khích các bạn bắt chước nha. Khi mà bán nhà thì tôi phải sửa lại như cũ, tức là phá những bức tường ngăn phòng, và tiện thể thì cũng sửa lại hết luôn lại từ đầu lần nữa. Dĩ nhiên lần này thì đã có kinh nghiệm cho nên làm chuyên nghiệp hơn. Tôi thay lại nền gỗ mới, làm lại nhà bếp mới, đẹp hơn, sang hơn. Từ một căn nhà cũ, sau khi sửa nhiều lần, nó thành như thế này đây. Cái việc sửa nhà này cực thì có cực, nhưng mà rất là thú vị. Tôi học hỏi được rất nhiều trong cái việc xây dựng này. Nhưng một khi mình đã làm được rồi thì sau này mình sẽ không cần phải làm nữa. Mình đã có kiến thức rồi, sau này mình sẽ thuê thợ làm. Còn đây là cái bụi gấu giá căn nhà của tôi. Đối với những căn nhà có giá trị mà người bán muốn bán được giá cao hơn thì họ sẽ tổ chức các cuộc đấu giá. Như vậy nhiều người sẽ vào đấu giá công khai. Và nếu càng nhiều người cùng tham gia cuộc đấu giá thì cơ hội cao là chủ nhà sẽ bán được cái giá cao. Như bạn đây đó, agent cầm cái búa tho chuẩn bị gõ đó. Và kết quả là mình bán được 930.000. Ở Úc thì giá nhà là công khai minh bạch nha. Bạn có thể lên trang web realestate.com.au, gõ cái địa chỉ nhà của tôi ra là có thể coi được lịch sử mua bán. Ví dụ như các bạn thống kê này, cái căn nhà của tôi vào năm 2010, cái người chủ trước họ mua với giá là 411.000. 3 năm sau họ bán cho tôi với giá là 540.000. Tính ra là lời được có 130.000 sau 3 năm. Trong khi đó là tới năm 2016 thì tôi bán với giá 930.000, tức là tăng lên 390.000 cũng sau 3 năm. Rõ ràng là mình kinh doanh hiệu quả hơn nhiều. Tôi nghĩ là tôi phải được cao hơn đó. Tại thời điểm đó nó giá nó còn cao lắm, nhưng mà vì một số cái lý do ngoài ý muốn mà thôi, chờ cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Và cũng cái năm đó là mình có thường trú nhân Úc. Mình vừa có thường trú nhân Úc một cái là một tháng sau là mình bán nhà đó. Nghĩa là người ta là có thường trú nhân rồi sau đó người ta mua nhà, còn mình đây là mình có thường trú nhân là mình bán căn nhà đầu tiên của mình.